Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Chúng ta vẫn thường biết tới bọ ngựa là chiến thần săn mồi với khả năng xé xác những con mồi còn to hơn cả mình. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc nỗi sợ lớn nhất của chúng là gì chưa? Mèo chưa nói thì sao mà biết được? Câu trả lời chính là những con ký sinh trùng đáng sợ. Thậm chí đây không chỉ là cơn ác mộng của riêng bọ ngựa mà là của tất cả những loài sinh vật khác. Loài ký sinh trùng xuất hiện phổ biến nhất là giun bờm ngựa. Chúng có khả năng phát triển đến 2 mét chiều dài. Con nào mà Sukarna bị chọn trúng thì sẽ được một vé vào ở địa ngục sống theo đúng nghĩa đen. Ấu trùng giun bờm ngựa thường được các loài côn trùng nhỏ hơn ăn, sau đó chuyển sang bọ ngựa trong quá trình chúng săn mồi. Đây gọi là cái miệng làm hại cái thân đây mà. Sau khi xâm nhập, chúng phát triển ngay trong ruột con mồi của bọ ngựa, lớn dần lên. Khi đạt ngưỡng trưởng thành, chúng bắt đầu thải ra một loại protein để kiểm soát hệ thần kinh của bọ ngựa. Chúng điều khiển vật chủ nhảy xuống nước để tự kết liễu đời mình. Tại đây, chúng bắt đầu chui ra để sinh sôi nảy nở, trong khi vật chủ giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Thông thường, loài này có khả năng đẻ tới 15 triệu quả trứng trong một lần. Một sinh vật đáng sợ thực sự, chẳng khác gì một cơn ác mộng cả. Kinh dị thế đủ rồi, bây giờ chúng ta lại cùng gặp gỡ người anh em thiện lành mang tên Bảy Trọ. Với tâm hồn bay bổng yêu thiên nhiên động vật, anh Bảy đã quyết định tự mình tạo ra một hệ sinh thái mới trong bể kính, với đầy đủ cỏ cây hoa lá và các loài động vật độc lạ bình dương. Điều này sẽ giúp anh dễ dàng quan sát tập tính sinh hoạt và vòng đời của các loài động vật để hiểu chúng hơn. Vì những điều thần kỳ đã xảy ra, những điều mà có lẽ anh Bảy chưa bao giờ ngờ tới. Muốn biết đó là gì thì hãy theo dõi đến cuối video nhé. Trong 5 ngày đầu tiên, những mầm cây anh gieo đã mọc lên và bao phủ lấy bộ xương nhân tạo bên trong. Những sinh vật đầu tiên anh thả vào đó là ốc sên và có vẻ chúng đang thưởng thức bữa tiệc buffet lá tươi một cách ngon lành. Đến ngày thứ 8, để cây cỏ tươi tốt hơn, anh thả thêm giun và một con rắn nhỏ vào đó. Nhờ môi trường phù hợp mà nấm cũng đang phát triển rất nhanh. Ngoài ra, sâu trong lòng đất anh còn làm thêm một cái tổ kiến. Đến ngày 21 đã có đa dạng hơn các loài động vật xuất hiện. Đặc biệt những con ốc sên sau khi ăn uống no nê đã bắt đầu sinh sản. Để cho hệ sinh thái ngày càng phát triển phong phú hơn, hôm nay hai chú nhện đáng yêu này chính thức chuyển tới nơi ở mới. Vậy mà vừa vào nó đã sơi tái luôn chú dế lão làng trong bể. Trong khi đó thì những chú kiến con đầu tiên đã ra đời. Cho đến ngày thứ 50, thấy cuộc sống bình yên quá, anh Bảy quyết định thả thêm vào bể một vài con cuốn chiếu gai. Vừa vào chúng đã tìm một nơi an toàn để trốn mà không biết rằng con nhện bất trị kia vẫn luôn rình mò. Ngay gần đó thì những quả trứng sên đã bắt đầu nở. Ốc sên con trông như những đám mây nhỏ xíu đáng yêu vậy. Để tăng độ khó cho game, anh Bảy sẽ tạo một cơn mưa bất chợt. Các sinh vật đều đang tìm cách trú mưa cho tới khi cơn bão tan đi, chúng mới mò ra ngoài đi tìm thức ăn. Hãy nhìn những bông hoa nở rộ xinh đẹp sau 80 ngày này. Tuy nhiên, không phải cuộc sống lúc nào cũng màu hồng như vậy. Ẩn sau những bông hoa rực rỡ đó là một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa nhện và kiến từ cái ngày mà cả bầy kiến con xuất hiện. Để đổ thêm dầu vào lửa, anh Bảy cho mấy em bọ cạp gỗ này đăng nhập server trái đất luôn, cho chúng đấu nhau xem ai mới là loài săn mồi đỉnh cao nhất. Ngay ở cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhện nhảy đã chạy đến thám thính xem bọ cạp có phải thức ăn không. May quá, nhờ tài giả chết xuất thần mà bọ cạp đã sống sót. Ngày thứ 83, anh Bảy dùng tia cực tím chiếu vào bể thì phát hiện ngoài bọ cạp còn một sinh vật khác cũng đang miệt mài gặm nhấm tất cả những gì nó nhặt được. Cuối cùng mùa khô đã tới vào ngày 90. Lúc này thì anh Bảy cần cẩn thận đưa từng con ra khỏi bể bởi anh biết điều tồi tệ sắp xảy đến. Và không nằm ngoài dự án, ngày 94, một đám cháy rừng xuất hiện. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, ngoi lên từ đống tàn cho là những mầm cây mới xanh mơn mởn. Sau thí nghiệm thú vị vừa rồi, anh cảm thấy tình yêu động vật trong mình càng mãnh liệt hơn. Thậm chí con muỗi đốt anh cũng không nỡ đập nó. Anh cứ để thế cho nó hút no máu thì thôi. Tuy nhiên sau đó anh lại nghĩ, những người anh hùng xưa có câu, nợ máu phải trả bằng máu. Thậm chí cái chỗ bị đốt bây giờ đã sưng to và rất ngứa. Bọn muỗi này cũng không biết lượng sức mình, còn đòi đốt xuyên qua cả tất anh. Một con khác đang say sưa oánh chén trên ngón tay thì bị anh bắt sống luôn. Nói chung là anh thấy cái bọn muỗi này không tha được. Phải bắt hết chúng nó đem về nhà, chứ để ngoài ấy chúng nó lộng hành làm khổ người khác. Anh mới ngồi ấy có một tí mà đã bị cắn 8 phát rồi. May mà anh có thuốc đặc trị. Bây giờ thì xem bọn anh bắt về có con nào còn sống không. Cái con ăn nhiều máu nhất nay vẫn hoạt động rất khỏe. May quá nhà anh lại đang có con ấu trùng chuồn chuồn đói bụng. Thế là đi đời con muỗi gian ác. Những con còn lại thì sẽ được gặp một anh bạn khác có tên là nhện nhảy. Sở dĩ gọi như vậy vì nó có khả năng nhảy rất nhanh và xa. Điều này phục vụ rất tốt cho quá trình săn mồi. Hôm nay anh ghé thăm thì nó đang ngủ bắt lưỡi trong cái vòm của mình. Gọi mãi nó mới chịu ra ngoài vì loài này sẽ không ăn trong hang ổ. Làm ngụm nước tráng miệng trước đã nhé. Rồi bây giờ thì xơi nó đi. Lúc đầu con nhện còn tỏ ra chảnh cún nhưng con muỗi béo bở quá nên nó tập luôn. Đúng là nghiện còn ngại mà. Nó cứ thế chiêu chiêu oánh chén hết dịch bên trong con mồi. Cho đến khi con muỗi chỉ còn là cái xác khô, nhện nhảy xơi cả phần đầu không để chừa lại bộ phận nào. Đến khi gấp ra hình dạng con muỗi đã không còn nguyên vẹn. Sợ nhện còn đói nên anh Bảy thả thêm con sâu bột nữa vào.
Bạn thấy sao về loài sinh vật này? Nếu thấy nó đáng yêu thì để anh Bảy giới thiệu cho bạn loài vật khác còn cute phô mai que hơn nhiều. Đó chính xác là hai con rái cá nhỏ nhắn kia. Đây là hai thú cưng anh Bảy mới nhận nuôi. Đúng như vẻ ngoài chúng còn bé lắm, mới đang là những con nhi đồng thối tai thôi nên còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm. Vì chúng không được sống trong tự nhiên đã là một thiệt thòi rất lớn. Buổi báo đời ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của người hảo anh em. Anh này là người huấn luyện động vật chuyên nghiệp nên hy vọng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Không biết kỹ năng sinh tồn gì mà anh Bảy lại phải chuẩn bị kỹ càng đến thế. Và nếu bạn vẫn tò mò thì mèo sẽ bật mí luôn. Hảo anh em cho rằng, thứ đầu tiên mà bọn rái cá con nên học nếu muốn sống sót ngoài tự nhiên, không gì khác là khả năng săn mồi. Mà món mồi yêu thích của rái cá thì đã nằm sẵn trong tên của chúng rồi. Vậy nên bây giờ điều các anh cần làm là đi kiếm về thật nhiều cá. May mắn là Hảo anh em là con nhà có điều kiện. Bố anh sở hữu hai cái hồ cá coi siêu to khổng lồ trong nhà. Hôm nay thì anh và anh Bảy sẽ lội xuống đó bắt xem có được con cá nào ngon nghẻ không. Bắt lên được có vài con cá cảnh bé xíu. Sáng còn mẩu bánh mì ăn, giờ anh vứt xuống làm mồi nhưng cũng chỉ vớt lên được cái mấy con nhi đồng. Có khi nào đây là cú lừa của Hảo anh em không nhỉ? Mà thôi không sao, tự an ủi là mấy con cá này vừa miệng hai con rái cá con ở nhà hơn. Cuối cùng anh Bảy đã cùng người anh em trở về nhà. Mấy con cá bị bắt về cũng đã yên vị trong máy bơm oxy. Hy vọng hai em rái cá sẽ yêu thích món cá tươi sống ngon lành này. Nếu không thì phục công anh quá. Bể nước bơm từ sáng đến giờ, cứ đo nó đến mắt cá chân là được. Hai nhân vật chính đã xuất hiện rồi đây. Lần đầu ra ngoài nên chúng còn rụt rè bỡ ngỡ lắm. Nhìn chúng nó đáng yêu thực sự ấy. Nếu được mèo chỉ muốn bắt về nuôi thôi. Mất một lúc chúng mới quen nhiệt độ và đó cũng là lúc cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Vì là lần đầu nên bọn này còn lóng ngóng lắm. Anh Bảy phải bắt cá đưa tận miệng nó mới ăn. Không thì chắc chúng nó chỉ ngồi nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trước mặt mà thôi. Nói chung là cũng không trách tụi nó được, cái gì cũng phải vài lần mới quen. Lần đầu như này cũng là có cố gắng rồi. Lần sau cố thêm tí nữa là được. Còn bây giờ chắc anh Bảy phải đưa chúng nó đi lau khô, không thì ngâm nước lâu quá lại cảm lạnh mất. Giờ chúng nó mà lăn đùng ra ốm thì người khổ nhất là anh chứ còn ai vào đây nữa. Nên thôi thế là quá đủ cho một buổi trải nghiệm rồi. Lên bờ thôi các bé yêu ơi. Tạm biệt rái cá đáng yêu, chúng ta sẽ được gặp gỡ một nhân vật còn cute hơn nhiều. Chính là chú bé báo con này đây. Nối tiếp người cha báo thủ, cậu bé cũng mang trong mình tình yêu động vật bao la vô bờ bến. Ngoài ra còn có niềm đam mê khám phá những sinh vật độc lạ nữa. Mà nếu chẳng may không khám được thì mình phá. Hôm nay cậu được bố đưa đến một sở thú mang tên Bình Dương với những loài thú độc đáo. Vậy nên mới có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Có cố đến mấy thì dòng máu báo thủ vẫn phát tác mà thôi. Ngoài một số động vật vừa rồi, tại đây còn rất rất nhiều loài hoang dã khác. Chẳng hạn như con tê giác khổng lồ này. Ngựa vằn và hươu cao cổ cũng thế, chúng chỉ tập trung ăn cỏ mà thôi. Chơi chưa đã, cậu đem con thằn lằn ra rồi chơi mèo đuổi chuột với nó. Mà con này nhanh lắm, cậu có gắn motor vào đít cũng không đuổi kịp đâu. Không chỉ chuột túi mà ở đây còn nuôi cả gấu túi. Kích thước của chúng chắc cũng phả bằng cậu bé báo luôn rồi. Nhưng may mắn đây là động vật ăn cỏ rất hiền lành. Những loài động vật quý hiếm hơn có nguy cơ tuyệt chủng thì sẽ được nuôi trong nhà để đảm bảo chúng không gặp phải bất cứ vấn đề ngoài ý muốn nào. Đây quả thật là chuyến đi chơi ý nghĩa và thú vị đối với cậu bé báo con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.